Xin chào cả nhà. Và tuần này mình muốn giới thiệu đến cả nhà một em máy nhỏ nhưng mà có võ lắm. Vậy mình cùng tìm hiểu em đấy đi nhá. Em đấy đến từ thương hiệu Arukas Japan. Em này tại sao mình rất là muốn giới thiệu mọi người càng sớm càng tốt này? Bởi vì em này có một cái chiếc màu rất là độc. Chiến, cực kỳ chiến luôn. Đây cái màu độc lắm. Màu như kiểu rằn di ấy, hoặc là màu bê tông. Và rất là chắc chắn nhá. Em này thì bây giờ mình hãy cùng xem đi. Cùng trước tiên mình muốn cân xem cân nặng của em này nhá. Xem cân nặng của em này đi. Em này đứng rất vững. Em này khoảng cân 6 nhá, cả nhà nhá. Em này khoảng cân 6. Và ngoài ra thì một cái điểm mình rất là thích của em nó đó là những cái mấu nối này, những cái vít này, ốc này, những cái điều chỉnh từng cái nhỏ này nhưng mà được làm chất liệu rất là cao cấp, gần như là những mình nghĩ là những cái nguyên liệu tốt nhất đấy, nên là nó có thể rất là bền qua năm tháng, bóng đẹp. Và ở đây có chữ Made in Japan này, Made in Japan nhé. Ok, em này thì chiều cao hoạt động tối đa khoảng 1m6. Và em ấy có một cái chiếc đế thao tác này. Một cái chiếc đế để chân máy, để máy rất là to, bản rộng, tiết diện lớn. Em này là đầu pen, có thể chỉnh được dọc này. Và rất là mượt nhá. Mượt mình nghĩ là cũng gọi, giá rất hợp lý so với đầu dầu. Ở đây mình có thể khóa đường ngang này. Đây là đường dọc nhá, đường trail này. Còn mình muốn chỉnh đường pen nhá. Em này thì nó sẽ chậm hơn một chút đấy. Và mình thấy là rất là chắc chắn, các cái vít vùng các thứ rất là mới nhá. Và bây giờ và tiếp theo này, đến lượt chân đi. Chân thì em này có chân vừa đế cao su vừa đế đinh để trụ vững được trên các địa hình khác nhau. Và bây giờ mình hãy cùng xem thử chân của em nó nhé. Các bạn chỉ cần mở nhẹ ra thôi. Đấy, không cần phải mở ra vặn nhiều đâu. Sau đó khóa lại luôn. Thế là rất chắc chắn. Đấy, mình xong mình khóa lại luôn. Mình mở ra một tí. Mình khóa luôn. Mở ra chút. Xong mình khóa luôn. Đấy. Ok, và ở chân cuối cùng. Mở ra chút, khóa luôn, mở ra. Và em nó đây, chiều cao tối đa của em nó đây nhá. Mình sẽ nhấc máy lên cho mọi người xem, cùng xem nhé. Hãng của em nó là Arukas Nhật Bản. Rất là đẹp. Ok, cảm ơn các anh em đã xem đến đây ạ. Mình cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa nhé. Một chiếc màu rất độc và lạ. Rồi, cảm ơn mọi người ạ.